chào tất cả mọi người nhé. Đây thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn về một cái trường hợp trong cái đợt cứu hộ của đội bọn mình, đó là cái trường hợp một con chó hôn cận huyết sinh ra không có hormone. Thì cái tình trạng của bạn này thì khi sinh ra có dị tật bẩm sinh là không có hormone, thì bọn mình đã giải cứu và hiện tại thì bây giờ nó về bên mình là như vậy là 1.5 tháng. Thì trong 1.5 tháng đó thì bạn này đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn để tái tạo lại hormone nhé. Thì đến hôm nay thì cái vấn đề của bạn ấy là rất là ok rồi. Đấy, các bạn thấy đây là cái ngày trước đây không có cái phần hormone này, không có, thì bây giờ bắt buộc phải tái tạo đây. Cái phần mới mổ đây phải tái tạo lại đây đó. Nhưng mà có một cái ở đây của bạn này bây giờ đó là từ giờ đến về sau thì cái quá trình mà đi vệ sinh thì bạn ấy sẽ không kiểm soát được, cho nên là bạn sẽ đi vệ sinh liên tục, nhưng mà vẫn cố gắng cứu và giữ được cái tính mạng cho bạn này. Đó là một cái thành công rất là lớn của bên mình rồi. Thì vừa rồi đấy thì trường hợp này thì nó có, bạn ấy phải trải qua rất là nhiều vết mổ, nó có một cái vết mổ ở dưới này nữa, các bạn thấy đây chỉ vẫn còn đây, bây giờ nó lành rồi. Đúng không? Đây lành rồi, các bạn thấy không? Thì hôm nay thì có nghĩa là bạn ấy đã về sức khỏe thì hoàn toàn gần như bình phục, chỉ có mỗi một cái vấn đề đó là cái đi vệ sinh thì nó sẽ không kiểm soát được hơn. Thì hôm nay thì mình cũng ấy thì cũng mong đăng lên để chia sẻ mọi người, thì cũng mong mọi người luôn luôn có ý thức với cái việc mà nuôi chó mèo của mình. Thì bạn này thì hôm nay mình đã tắm và vệ sinh nó xong, thì có thể hôm nay thì mình sẽ đăng kiểm chủ tới cho bạn này. Hy vọng là phải có một ai đó đủ tình thương và có thể chăm sóc bạn ấy.